Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Từ Quách Minh Thư, anh Tuấn, Đoàn Trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua cà phê sáng. Good morning, anh Tuấn. Kính chào anh Đoàn Trọng, kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang đến với chương trình cà phê sáng được phát đi trực tiếp từ studio của Lido Sài Gòn TV. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 24 tháng 11, cũng là ngày thứ hai trong tuần và cũng là tuần cuối cùng của tháng 11 trước khi chúng ta đến với tuần lễ tháng của những ngày Giáng sinh và những tháng cuối năm. Nhưng trước hết chúng tôi xin được giới thiệu đến cũng như là quý vị cùng với chúng tôi đi trong phần dự báo thời tiết trong ngày hôm nay cũng giống như những ngày tháng sắp tới thưa quý vị. 7 giờ sáng ngay tại Nam California, nhiệt độ trung bình là 59 độ. Sáng hôm nay quý vị thấy những ai ở Nam Cali, quý vị thấy mưa tràn giang và đây là một trong những cái cơn mưa vào trong những ngày đầu mùa đông này thưa quý vị. Rất nguy hiểm, đường rất là trơn trượt, thành thử ra quý vị nên cẩn thận, nhất là ở ngay tại các khu vực ngã tư đèn đỏ đó. Nhưng quý vị nào mà gặp đèn vàng rồi thôi, chúng ta trễ 1-2 phút cũng không sao, bởi vì cái mưa này nó sẽ làm đường trơn trượt quý vị nhé. Tuy nhiên vào buổi trưa ngày hôm nay mưa sẽ không còn nữa. Ngày hôm nay sẽ là một ngày ít nắng, nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày sẽ là 69 độ và thấp nhất ban đêm chỉ có 48 độ mà thôi. Từ đây cho đến cuối tuần này, kính thưa quý vị, thời tiết có vẻ ấm áp hơn nhưng chỉ trong khoảng từ 80 độ. Để rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục tuần sau và nhiệt độ cứ ở mức trung bình khoảng từ 70 cho tới 73 độ mà thôi, khá là lạnh lẽo thưa anh. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng thời tiết sáng nay có một vài biến đổi mà chúng ta thường thấy ít khi xảy ra sau những ngày lễ Thanksgiving. Chúng ta đã có một cái cơ hội đón nhận ngày lễ Thanksgiving với một cái khí hậu tuyệt vời ở miền Nam California. Nhưng khởi đi vào những ngày cuối tháng 11 và bắt đầu tháng 12 trong một cái mùa gọi là Greeting Season. Yeah. Rồi hôm nay đã bắt đầu ướt và chúng ta nhớ đến một cái mùa Noel sắp đến. Như anh Tuấn đã gửi đến quý vị là chúng ta cẩn thận, đường lái xe rất là trơn trượt. Nhưng trước khi chúng tôi nói đến khí hậu thì kính thưa quý vị, chúng ta nhìn đến Jakarta và chắc quý vị đã biết Bali, một trong những cái nơi nghỉ mát nổi tiếng của Indonesia. Sáng nay thì giới cấp có thể nói lãnh đạo ở Bali đã đưa ra một cái lệnh báo động rất lớn và có thể có những cái sự việc di tản toàn bộ những người dân ở Bali sẽ chuyển đi. Phi trường của Bali đã chính thức đóng cửa. Trên tất cả 29.000 người đã lần lượt di tản ra những cái vùng nguy hiểm và những cái nguồn nham thạch chảy ra đã thấy xuất hiện từ cái gọi là núi lửa ở Bali. Yeah. Và đến bây giờ thì con số người ta dự trù sẽ di chuyển 59.000 người ra khỏi cái khu vực và tránh cái tầm nguy hiểm. Chắc quý vị đã biết rằng Indonesia là một trong những quốc gia nhiều quần đảo tập hợp lại và đã có nhiều cái dấu hiệu cho thấy rằng có nhiều núi lửa hiện nay đang tái hoạt động lại, thưa anh Tuấn. Và các giới chức ở ngay tại Bali cho biết rằng họ sẽ biến các phi trường thành nơi nghỉ ngơi cho hành khách bị ảnh hưởng bởi núi lửa. Và bởi vì phi trường Bali là một phi trường rất lớn, là một phi trường international, nên các chuyến bay trong cái giờ phút này họ đang ráo riết coi như di tản người. Ngoài ra đó thì họ dự báo rằng núi lửa ở ngay tại Bali khác với những cơn núi lửa khác, bởi vì do cái địa chất hoạt động ở ngay dưới bên trong núi lửa nên khi mà núi lửa Bali mà có thể bốc lên thì nó có thể gây ra nhiều thiệt hại hơn so với những loại núi lửa khác thôi. Người ta nói rằng tất cả cái khói bụi bặm không còn là một cái vấn đề mà người ta để ý đến, nhưng mà những cái nguồn nham thạch đã cho thấy là tung lên trời cao và có thể nói hy vọng và cái núi lửa này không có một cái cường độ phun ra những cái nham thạch đó mạnh hơn như cái sự người ta đang nghĩ đến, vì cái cường độ mà phun nham thạch phun mạnh như vậy thì rất là nguy hiểm và có thể nói ảnh hưởng đến cái đời sống của những người dân quanh khu vực của đảo Bali. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi ngọn núi lửa ở tại Indonesia qua đảo. Và cái Bali là một trong những cái nơi có nhiều cái trung tâm nghỉ mát rất nhiều, thưa anh Tuấn. Dạ vâng, đúng rồi. Đó là một cái sự kiện mà chúng ta đáng để ý đến sáng nay. Quý vị thấy hình ảnh những chiếc xe trên màn hình truyền hình, đó là những sự di chuyển để di tản trên 29.000 người ở quanh khu vực đó ra khỏi cái vùng nguy hiểm.
Và trở lại sáng nay, quên một điều nữa anh Tuấn, hôm nay là ngày thứ hai, hôm nay gọi là Cyber Monday. Tuy nhiên là những người nào đi mua đồ mà không hài lòng thì có thể được đem trở lại, trả lại cho họ không? Thường thì ngày hôm nay thì ít khi có những quý khách hàng người ta return lắm. Bởi vì 2 ngày sau khi ngày lễ Black Friday, 3 ngày sau khi ngày lễ Thanksgiving, đó là ngày hôm nay là ngày giảm giá dành cho các sản phẩm điện tử, hay với một cái tên rất quen thuộc với tất cả quý vị, đó là Cyber Monday thưa quý vị. Năm nay Cyber Monday khác với những năm trước, bởi vì theo những cái dự đoán và những gì đã diễn ra trong ngày lễ mua sắm Black Friday đó, thì người ta thấy bà con ở nhà, những quý vị khán thính giả cũng ở nhà để mà mua sắm online. Có 3 những cửa hàng thương mại điện tử cũng giống như những cửa hàng ở bên ngoài được rất nhiều những quý vị ngắm nghía và chờ hẳn để có thể mua những sản phẩm. Thứ nhất đó là Amazon, thứ hai đó là Walmart và thứ ba đó là Target thưa quý vị. Năm nay dự đoán của những nhà phân tích cho biết sẽ có ít nhất là 6.6 tỷ doanh thu sẽ được bán ra bởi các sản phẩm. Tiên quyết nhất đó là TV, các sản phẩm điện tử, các đồ chơi trẻ em cũng như các sản phẩm trong gia đình. Năm nay là năm của các thế hệ TV 4K thưa anh, bởi vì Amazon, Walmart và Target người ta bán những cái chiếc TV bây giờ không còn là 32 inch hay 40 inch nữa mà đã có những cái sản phẩm lớn hơn 49, 59, 65, 85 inch và với mức giá chỉ bắt đầu từ 329 mà thôi. Trong ngày lễ Black Friday, anh Trọng có được mua gì sản phẩm giảm giá không ạ? Thật sự là tôi ít có cái đam mê đi shopping, thành ra cái điều đó coi như không dính dáng đến với đời tôi. Mà tôi quan tâm đến một cái sự kiện mà có thể nói sáng nay cả và thế giới đều quan tâm đến sự kiện xảy ra vào ngày thứ Bảy. Kính thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Francis, vị lãnh đạo tinh thần của giáo hội công giáo gồm trên 2 tỷ người ở trên thế giới, ngày hôm thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Francis đã đến Biên Điện và ông đã trở thành vị lãnh đạo tinh thần đầu tiên của giáo hội công giáo đến ghé thăm các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. Và kính thưa quý vị, người ta đã nói đến Miến Điện trong thời gian gần đây với những cái sự kỳ thị, những cái đối xử phân biệt với những người Rohingya theo đạo Hồi giáo. Đây là một sự việc mà Đức Giáo Hoàng đã được Đức Hồng Y kề cận của ông có thể nói rằng cố vấn và ông khuyên răn ông những cái điều tránh nói đến với vấn đề chữ Rohingya. Và tất cả những người dân của các bộ lạc ở khắp nơi đã đứng ở trước cửa thành phố Ngưỡng Quang có tên là Rangoon. Họ đã đón tiếp Đức Giáo Hoàng với một cái nụ cười và có thể nói rằng một trong những vị luật sư có dòng họ với ông Uthan đã nói rằng đó là con người mang lại sự hòa bình, sự yêu mến của nhân loại đến với dân tộc Miến Điện của chúng ta. Theo dự trù lịch trình thăm viếng của Đức Giáo Hoàng Francis thì Ngài sẽ có cơ hội gặp gỡ vị lãnh đạo quân sự của chính phủ Miến Điện và đặc biệt Ngài sẽ có một buổi nói chuyện trực tiếp với bà Yang Zuki là một trong những người có thể nói hiện nay nắm toàn bộ quyền hành ngoài những cái vấn đề quân sự ở tại quốc gia Miến Điện. Gần đây thì quý vị đã biết đến 625.000 người Miến Điện gốc có thể nói ở trong cái khu vực Rangoon, người Rohingya đã bị đối xử bất công. Họ đã tràn qua biên giới của Bangladesh, họ đã bởi những chiếc bè vượt tất cả các gọi là vùng biển nguy hiểm để đi tìm một cái đời sống mới. Và đến lúc bây giờ Đức Giáo Hoàng Francis đã đưa ra một lời nói: chúng ta phải đón nhận những người Rohingya, những người anh chị em của chúng ta. Họ có quyền có một đời sống mới và họ có quyền sống bình đẳng và không được bị đối xử bởi tôn giáo và chủng tộc của họ. Đó là một trong những sự kiện nổi bật nhất vào trong cuối tuần này, thưa anh Tuấn. Và trước khi đến Myanmar thì những Đức Hồng Y ở ngay tại đất nước này đã nói rằng Đức Giáo Hoàng Francis không nên nói cái danh từ Rohingya. Thưa quý vị, danh từ Rohingya là một trong những danh từ rất nhạy cảm ở ngay tại đất nước Miến Điện này. Bởi lẽ đó thì chính quyền của Miến Điện người ta không coi nhóm dân tộc Rohingya là nhóm dân tộc của đất nước và đó là lý do mà xảy ra những cái cuộc vượt biên, những cái cuộc di tản được coi là đẫm máu nhất trong lịch sử và những cái cuộc di cư bất hợp pháp ở ngay tại Miến Điện của đi qua Bangladesh. Chúng ta hy vọng một ngày nào đó Đức Giáo Hoàng Francis sẽ đến tại Việt Nam, nơi Ngài sẽ chứng kiến tất cả những cái sự kiện mà có thể nói người dân cần muốn trao đổi với Ngài. Trong cái chuyến đi thăm các khu vực quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á này, Ngài đến Miến Điện và sau đó Ngài đi qua Bangladesh và cái cuộc hành trình của Ngài đi từ Rome đến Úc. Đây là một trong những cái cuộc hành trình mang dấu ấn đặc biệt
sứ mệnh hòa bình cho nhân loại và cái niềm yêu thương đến với tất cả mọi người của một vị chủ chăn của một tôn giáo lớn, đó là Công giáo. Thưa anh Tuấn, chúng ta hy vọng trong tương lai cuộc sống của chúng ta không có những cái sự kỳ thị bất công bởi những cái người vì màu da, sắc tộc và đặc biệt là vì tôn giáo của họ. Chúng ta coi những người Hồi giáo mà nếu họ không can dự vào tất cả những cái việc gọi là khủng bố thì họ cũng là những người anh em như chúng ta. Đó là những cái sự việc mà chúng ta nói đến qua chuyến hành trình đặc biệt của Đức Giáo Hoàng. Thưa quý vị, sáng nay thì quý vị cho phép chúng tôi gửi đến một cái tin có vẻ hơi nhảm nhí, nhưng đây là một trong những sự kiện mà được rất nhiều người theo dõi. Kính thưa quý vị, đó là vấn đề hoàng gia Anh. Chắc anh Tuấn đã theo dõi. Yeah. Thái tử Harris là một trong những vị thái tử, người em trai của William, là một trong những năm người có tên trong danh sách những người sẽ kế vị sau khi nữ hoàng Elizabeth băng hà hoặc là... nữ hoàng từ chức, dạ, thoái vị từ chức. Và hôm nay thì lại những làm cho người ta nhớ đến sự kiện cách đây gần có thể nói một thời gian khá lâu, đó là một vị vua của Anh đã kết hôn với một người phụ nữ Mỹ đã có đời chồng và kết cuộc là ông chạy theo tiếng gọi tình yêu của ông và thoái vị. Thì ngày hôm nay Thái tử Harris đã tuyên bố và trong tháng tới này sẽ đính hôn với một phụ nữ mà người đó là một minh tinh màn bạc, là một trong những người movie TV star, thưa anh Tuấn. Dạ vâng, thưa quý vị, tin tức được đưa ra cho biết rằng hoàng tử Harry sẽ đính hôn với một nữ diễn viên người Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và như vậy, cả thế giới đều sẽ chứng kiến thêm một đám cưới hoàng gia nữa sau khi tin tức này được đưa ra. Và chính bên phía hoàng tử Harry đã chính thức tuyên bố đính hôn với người này. Nữ diễn viên này có tên là Meghan Markle, thưa quý vị. Và sau đám cưới thì có thể là họ sẽ là cặp đôi hoàng gia được chú trọng hơn hết. Hiện tại hoàng tử Harry năm nay 33 tuổi và trong quá khứ của anh, tuổi trẻ của anh trước đây vẫn chưa có những cái tin đồn nào dính dáng tới những cái cô gái, mặc dù anh thứ nhất là anh rất phong độ, thứ hai anh đã từng là một cựu quân nhân trong hoàng gia Hoa Kỳ, đã từng là một cựu phi công. Vâng, và Harry là một trong những phi công trực thăng của hoàng gia Anh. Và đồng thời như có một cái điểm mà anh Tuấn, tôi muốn hỏi anh Tuấn, thế cái người mà yêu của Harry lớn tuổi hơn Harry không? Anh cô này là một trong những diễn viên lớn hơn Harry 3 tuổi. Yeah. 36 tuổi, hai người đã cặp kè với nhau trong một cái cuộc gọi là tranh giải quần vợt ở tại Toronto. Và đặc biệt rằng mẹ của Marco là một trong những người phụ nữ da màu nữa, thưa anh Tuấn. Điều này nói lên một trong những sự kiện mà hoàng gia Anh chưa bao giờ có từ lúc trước, thưa anh Tuấn. Chúng ta lại liệu xem cái cặp tình nhân này sẽ đi đến đâu. Và vấn đề rằng là một trong những minh tinh TV star của Hoa Kỳ sẽ dời đến ở miền Buckingham sống như thế nào với cái lối sống của hoàng gia Anh Quốc, thưa anh Tuấn. Chúng ta chờ xem cái sự kiện này vào, thưa anh Tuấn. Dạ vâng ạ. Và đó là phần 1 của chương trình Cà Phê Sáng. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tiếp theo của chương trình này. Kính mời quý vị cùng theo dõi.